Chào mọi người nha. Hôm nay là lễ liên quan của sếp em kết thúc một năm học nè. Đi lên con. Bạn bè chạy vô hết ráo rồi, ảnh còn ở đây. Em mua quà bánh này thôi, ba ẩm mới nổi ba cầm rồi. Vô khuôn viên trường học của sếp em, lớp học của sếp em nè mọi người. Nè nó chất quá trời. Vô. Nhảy ra không sao, nhảy ra đây. Tới lớp rồi nè, tới lớp khu nè. Đây, lớp học đây. Đó, ở giữa. Giờ ra. Sao đi tháo cái tay vậy? Đại chú khu thôi cho ca ha. Rồi. Mời đi khắp khu tay bạn. Không hỏi đâu. ยังไม่ทําเลย Nhiều học đúng không? Đây là bên học phi xe, những đây học tham mà đa là học bình thường, những học đặc biệt đó. Trường học lớn quá, bay mọi người.